rồi con. Khi tâm biết hành động của mình nhận được thì mình làm, thì để mình nhận được như thế nào để mình biết đâu là nhân và đâu là quả. Tại vì tâm nên có quả, tâm quả có nhân. Có nhân. Dạ, thì như vậy thì bây giờ mình có suy nghĩ mình biết rằng cái việc đó đến với mình đó là mình là nhân hay là quả, thì mình dựa vào đâu để mình. À, nhân quả nó liên tục, nó sanh diệt liên tục. À bây giờ đó. Bây giờ thầy nói như thế này để thấy được cái quả và cái nhân phân biệt được rồi. Đó, để thấy được cái nhân là cái hạt giống để cho nó lên một cái hành động của mình làm cái điều đó. Mà cái điều đó là cái điều thiện. Ví dụ như bây giờ con cầm một cái đồng bạc, con cho một cái người ăn mày. Cái hành động cầm đồng bạc, hai tay đưa cho người ăn mày. Cô biếu cho cụ già ăn mày, con biếu cho cụ một ít tiền, cụ mua thực phẩm của mình, trân trọng, tôn trọng, dù là người ăn mày nhưng mà mình rất tôn trọng vì đó là cái sự sống mà. Khi con cầm đồng bạc con biếu, đó là cái hành động nhân của con. Nhưng mà người ăn mày đó là cái quả. Con hiểu chỗ này đúng không? Người ăn mày nhận được cái đồng bạc của con là cái quả của người ăn mày, cái quả của người ăn mày. Còn cái hành động của con cho người ăn mày đó là nhân, cái nhân con tạo. Cho nên trên con đường của con tạo cái lòng của con biết thương yêu người, giúp đỡ người bất hạnh. Cái nhân của con là cái lòng thương, cái ý ở trong đầu ý biến ra cái thân hành của con, hành động cầm cái đồng bạc cho cái người nghèo, đó là cái nhân. Chứ con chưa có cái quả gì hết. Nhưng cái người ra ngoài đó, họ hưởng cái đồng bạc của con mới có một cái bát, đi mua một bát cơm, một bát phở để mà ăn, để mà sống. Đó là cái quả của cái người. Nhân của người này thì quả của người kia. Còn bây giờ có người nào mà họ thiếu nợ con, đòi không trả, nhưng mà bữa nay sao mà cái bà này bất sức bất trả, đó là cái quả của con, phải không? Con hiểu chưa? Do cái lòng tốt của con thấy người ta khổ quá thôi, mình có thể mình cho cái người mà nợ mình đi. Nhưng mà con cho chứ sự thật ra cái nhân của con là cái lòng tốt, cho nên nó cái quả của con nó sẽ đem đến cho con. Vì vậy mà người ta sẽ đem đến, người ta tặng. Bây giờ con cho người ta mượn một số tiền, con thấy người ta không thể trả cho con đem cái sổ con gạch, con xóa hết. Con sẽ nói với những người mà nợ con sẽ cho hết. Đó là cái hành động của con. Con rồi bắt đầu những cái người này á, những cái người này á, sau khi họ chết đi, họ sinh lên làm con người. Những con người mà đã thọ cái nhân lòng tốt của con đó, họ trở thành những người mà làm công cho con rất là chung thủy. Đó là cái quả. Con thấy chưa? Cái hành động đó mà biến họ trở thành những người lo lắng, lấy công việc của con mới làm công việc của mình, chứ họ không có nề hà cho nhiều mấy người khác. Đó là nhân quả. Tại vì con gieo cái nhân đó. Nhân quả. Con thấy nhân quả rồi. Cho nên mình càng làm tốt bao nhiêu thì đừng có lo. Còn những người nợ mà con xóa sổ không có nghĩa là con xóa sổ của con, chứ họ vẫn nợ con hoài. Đợi sau họ lên họ làm tôi tới, mà lên này kia họ trả con hết. Một đồng tới dai bây giờ nợ có một đồng, sau này trả 100 đồng. Dai một trả 10, trả 100, chứ nó không phải là dai một 700. Cũng như bây giờ mình lớn mình dai tiền người khác thì người ta tính tiền lời, chứ đâu còn tính tiền lời, tính rẻ. Nhưng mà luật nhân quả không có rẻ đâu. Dai một mà trả 10, trả 100 đó, nó không dễ đâu. Luật nhân quả nó công bằng, rất công bằng. Cái đồng bạc con bỏ ra mà con chưa dai đó, mà nó phải tính với cái nhân quả của nó. Cái thời gian dài thì phải trả dài đó, thời gian ngắn thì nó trả ngắn đó, nó không mất đâu đó. Nhân quả mà nó công bằng lắm, nó không có ăn cướp được của ai hết, nó không có dịp của ai, đừng có giấu đâu hết. Đợi nay không trả, đợi sau phải trả, không có chạy, đừng có mất. Cho nên vì vậy mới còn có tiền coi ai. Thấy khổ quá thôi, xóa sổ cho họ đi. Sau này họ là những người giúp đỡ mình, họ tay chân của mình đó. Cứ làm tội bỏ đi, nghèo bao nhiêu đâu, nghèo đâu.
nó mà chính con làm cái đó là cái nhân của con và cái quả của con trong hiện tại. Cái nhân làm tốt đó, cái quả hiện tại con gặp may mắn, con làm phát đạt. Còn thấy mấy người tốt là họ làm phát đạt cái gì đó. Còn mấy người làm keo kiệt, làm mà xấu tính chi ly đó mấy con, họ càng ngày còn suy sụp. Bởi vì nó ích kỷ, nó bỏng xẻng thì nó phải suy sụp. Cho nên Phật giáo dạy vì nhân quả phải cỡ mở cái lòng nhân của mình, càng tốt chừng nào thì phước báo mình càng chẳng, đó là phước hữu lộng, phước hữu lộng. À, cái nhân quả nó cả một cộng đồng, nó cả cái vũ trụ. Cái cây kia nó hiện giờ cái nhân của nó đang sống như vậy đó, mà cái quả nó tới một cơn bão là nó gãy được, quả tới rồi nó phải diệt. Nó cả vũ trụ chứ nó không phải. Còn mình đây, cái nhân quả của mình là một cái cộng đồng chứ không có cá nhân nữa. Nói chung nha, à, cái người đó không chửi mình sao người khác lại chửi mình, đó là nó có cái nhân quả với nhau. Nó là nó có cái mốc dính mắc ở trong cái quy luật của nhân quả đó. Người này đến người kia nó rõ ràng lắm. Cho nên mình không có gieo nhân quả nhau thôi thì không gặp, mà gieo nhân quả thì phải gặp. Cũng như con cái trong gia đình của mình là nhân quả. Nếu một đứa con mình sinh ra mà nó ngoan ngoãn, dạy đâu nghe đó, không lấy tiền xài cho từng đồng các mà dành dụm cứ để lại đưa cho ba mẹ chứ không xài, là đứa con nợ. Nó nợ mình trong tiền kiếp, nó đến đây nó trả cái điều kiện nó làm, nó có được đồng lương nào nó về nó gửi cho cha mẹ hết, nó không xài. Còn một thằng con mà sinh nó ra trời ơi, nó lén ăn cắp tiền, nó đục tủ, nó khoét tủ, nó lấy nó đi chơi, nó xài, đó là mình nợ nó đến nó đòi. Đó là nhân quả đó. Chứ đừng nói vợ con mình cũng là nhân quả nữa, chứ không phải dễ. Bởi vì gặp nhau là cả cái nhân quả đó. Cho nên nó thuận, nó thiện á, thì nó thương yêu nhau, nó ngọt ngào, nó tốt với nhau. Nhưng mà nó á coi, nó cãi cọ, nó đánh lộn nhau nữa. Cho nên bạo lực gia đình có điều là do nhân quả hết, chứ không thể nói mà không. Cho nên nhân quả, khi mà nhìn thấy được cuộc đời này là nhân quả, người ta phải vượt ra, chứ không có thể để cho nhân quả trói buộc mình gì trong đó. Cho nên gì thấy nhân quả biết rồi. Ví dụ như bây giờ mình có người vợ mà mình nói điều đó cái nó cãi được mình liền nhân quả, tức là mình không cãi nữa rồi. Mình không nói nữa thì cái em re, chứ không á thì có chuyện đánh lộn á. Không, thầy nói mấy con gì, mấy con sẽ thấy được cái nhân quả nó ghê lắm, rồi nó bước chồng lên hễ nó trái ý của mình cái mình cãi cái nó bắt đầu mình tức quá cái mình tát nó bắt tay, cái chuyện đó nó nằm dạ liền á, nó dễ đâu, nó la làng lên đúng rồi. nó cộng lên không, mà nó không có trừ lại. Còn mình biết nhẫn á thì nó trừ lại, nó giảm xuống từ từ nó yên. Cho nên nhân quả mà biết rồi thôi, trừ chứ đừng cộng.